Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Tony Phùng. Ta-da! Đây chính là Samsung Galaxy Note 20 Ultra. Đấy, và hôm nay mình cũng đã có cơ hội để trên tay cũng như là chia sẻ nhanh một vài những cảm nhận ban đầu về cái điện thoại này. Và cái cảm nhận nhanh của mình đó là gì? Đây là nó đẹp vãi chưởng. Uầy, và bút S Pen của nó, mình phải dùng từ đấy là ma thuật cực kỳ. Và ma thuật đến đâu thì mình sẽ chia sẻ nhanh một chút nhé. Tại vì mình cũng mới cầm máy được có một khoảng thời gian ngắn thôi, nên mình cũng sẽ bắt đầu với từng thứ một. Đầu tiên, chính là cái thiết kế. Thì cái màn hình của Note 20 Ultra lần này sẽ có kích thước lên tới là 6,9 inch. Và nó rất to, nhưng cầm trên tay lại rất sướng. Bởi vì sao? Các bạn có thể thấy là viền màn hình hai bên bên trên nó gần như là không có luôn. Các bạn cầm cảm giác như kiểu là cầm cái màn hình ở trên tay luôn không ấy. Viền bên dưới cũng khá là mỏng, tuy là nó dày hơn các cạnh còn lại nhưng mà nhìn cơ bản nó vẫn mỏng. Và thực sự 6,9 inch như thế này thì mình đánh giá là nó quá ngon. Mà cái hay hơn nữa là các bạn thấy đi, vuông vức, nam tính, mạnh mẽ, nhưng những cái góc ở bên cạnh đây vẫn được bo cong rất là mềm. Thế nên các bạn cầm ở trên tay á, chúng ta vẫn có một cảm giác khá là tốt. Nhưng mà cái hay hơn nữa là những cái góc ở đây này nó cũng không hề bị cấn vào tay của các bạn một chút xíu nào. Thế nên là khi mà cầm á, nó cũng không hề bị kiểu cảm giác như nó cấn vào tay. Nói chung là khá là ok. Và nó kiểu vuông vức nam tính như thế này thì nó lại phù hợp với mình. Đấy. Đương nhiên cái phiên bản Note 20 á, là phiên bản khác đi của cái sản phẩm này, thì nó sẽ được làm bo cong mềm hơn để hợp với các bạn nữ hơn. Nhưng mà cái đó thì mình sẽ nói đến sau. Mặt lưng của sản phẩm này được làm bằng kính, theo như mình được biết thì là Gorilla Glass thế hệ thứ 7. Và nó được phủ một cái lớp mờ lên, cầm rất sướng. Mà nó có một cái độ nhám tốt hơn khá nhiều so sánh với cái kiểu kính mờ của iPhone. Và mình thích cái kiểu cầm của cái mặt lưng này hơn. Đương nhiên là cái cụm camera của chúng ta thì rất to, rất nạc ở đây. Và nó sẽ có một cái thông số khá là ấn tượng, thì lát nữa mình sẽ nói đến. Nhưng cơ bản là mặt lưng của cái sản phẩm này hài hòa, và mình đánh giá là nó khá là đẹp. Tuy nhiên các bạn phải đánh đổi, đấy là cái sự lồi lên của cái cụm camera. Ok, nhưng mà cầm trên tay thì chúng ta lại không bị ảnh hưởng bởi cái cụm camera này, nên là cái cảm giác cầm á, nó khá là thích. Tại vì nó mỏng hơn so sánh với Galaxy S20 Ultra. Nói chung là mình cảm thấy khá ưng cái cảm giác cầm của cái điện thoại này. Về lâu về dài thì mình không biết, nhưng mà cảm giác cầm đầu tiên thì mình thấy ưng. Ok, đi vào đến bên trong thì các bạn sẽ có một cái màn hình lớn với độ phân giải là Full HD Plus. Và đương nhiên nó sẽ giống như là S20 Ultra hồi đầu năm nay, sẽ có cái màn hình với tần số quét là 120Hz. Nhưng mà đương nhiên các bạn lại phải đánh đổi thêm một thứ nữa, đấy là sẽ chỉ hạ cái độ phân giải xuống mức Full HD cộng để có thể mở được cái mức 120Hz lên mà thôi. Và đương nhiên 2K cộng này thì phải mất, cái đấy chúng ta phải chấp nhận mà thôi. Nhưng mà cái hay ở đây thì ở chế độ này này, các bạn có thể thấy Samsung đã nói rất rõ, đây là cho ảnh động và thao tác cuộn mượt hơn bằng cách tự động điều chỉnh tần số quét màn hình lên đến 120Hz. Điều này đồng nghĩa là nó sẽ tự động điều chỉnh những cái tần số ở mức ví dụ là 90Hz, 120Hz để giúp các bạn có thể có một cái trải nghiệm mượt mà hơn. Mà quan trọng là nó sẽ tối ưu thời lượng pin một cách tốt hơn. Ví dụ như trong những cái trường hợp các bạn xem video trên YouTube chẳng hạn, thì đương nhiên lúc này video cùng lắm chỉ 60fps, thì nó bật một màn hình 120Hz lên làm gì, đúng không? Thế nên lúc này nó sẽ cắt đi cái màn hình 120Hz để giúp cho cái thời lượng pin trở nên tốt hơn và ấn tượng hơn. Còn khi mà các bạn sử dụng ở bên ngoài như vậy thì nó lại mượt mà trơn tru với màn hình 120Hz, rất sướng. Nói chung đây là một cái tính năng mà mình đánh giá là Samsung đã thay đổi, và mình đánh giá đây là một cái tín hiệu rất là tích cực. Còn cái trải nghiệm từ nãy giờ của mình thì nó khá là mượt mà trơn tru, mà máy cũng không hề bị ấm lên một chút xíu nào. Nói chung là khá được. Đó, bỏ qua luôn cái chi tiết liên quan đến màn hình thì nha. Hiệu năng sẽ là thứ mà ai cũng sẽ quan tâm. Thì Note 20 Ultra năm nay ở Việt Nam sẽ sử dụng Exynos 990. Đó, các bạn không nghe nhầm đâu, Exynos 990. Và cái phiên bản bán chính thức ở Việt Nam sẽ đều có bộ nhớ trong là 256GB. Và phiên bản 5G sẽ có RAM là 12GB. Còn phiên bản 4G LTE sẽ có RAM là 8GB. Thực sự là 8GB với 12GB ở trong cái mức này thì mình cũng không cần quá quan trọng đâu. Nó ngon như nhau cả. Cái quan trọng là bộ nhớ trong 256GB thì cũng sẽ giúp các bạn lưu trữ được thoải mái hơn. Hiệu năng thì có thể là mình sẽ phải đánh giá sau khi mà mình có máy trên tay. Còn bây giờ thì mình sẽ trải nghiệm về cái camera. Nó có rất nhiều thứ mà mình phải khẳng định là nó rất thú vị dành cho các bạn. Đầu tiên là cái thông số đi. Thì camera chính của chúng ta sẽ có độ phân giải là 108MP. Cái camera tele ở đây có độ phân giải là 12 chấm thôi các bạn nhé. Bên trên này camera siêu rộng cũng là 12 chấm. Cái tele này của chúng ta sẽ có zoom quang là 5x. Và ở đây các bạn sẽ có thêm một cái cảm biến nhỏ nhỏ ở đây nữa. Đây sẽ là một cái cảm biến laser để giúp các bạn lấy nét nhanh hơn. Và theo như cái trải nghiệm nhanh của mình á, thì nó lấy nét nhanh thật. Ví dụ như đây, đưa tay lên, các bạn thấy ghê chưa? Gần như là tức thì luôn. Đó, trời ơi, được thực sự luôn. Đó, các bạn thấy chưa? Nhanh ghê chưa? Đó. Trước đây cảm biến 108 chấm trên con S20 Ultra thì bị phản án rất nhiều về cái lấy nét. Nhưng bây giờ thì Note 20 Ultra các bạn chơi đi. Ui, nó lại được thực sự luôn. Hấp dẫn. Còn khả năng zoom của chúng ta sẽ có zoom là 5x. Đấy, đây là zoom quang các bạn nhé.
zoom quang 5x và zoom tối đa lên tới là 50x. Đó, ok, nói chung là mình không cần bàn đến cái vấn đề này nhiều. Và theo như chia sẻ của Samsung á, thì họ tập trung khá nhiều về tính năng quay video. Cụ thể hơn ở đây là các bạn sẽ có thể quay được độ phân giải 8K. Đó, à, mình sẽ vào cài đặt để các bạn có thể nhìn thấy một cách dễ dàng hơn nhé. Chúng ta có thể quay được 8K 24 frame và quay 4K 60fps một cách rất là bình thường. Nhưng mà cái hay hơn nữa là chúng ta còn có thể quay được chế độ chuyên nghiệp với tỷ lệ 21:9 và độ phân giải là 8K. Đã chưa? 21:9 đương nhiên các bạn cũng có thể hạ về 4K với mức 60fps rất là ngon lành. Và thực sự 21:9 như này thì nó mình nghĩ là sẽ rất là ngon trong cái quá trình của các bạn sử dụng để mà quay video hàng ngày, chúng ta làm vlog này, chúng ta làm phim mọi thứ một cách xịn sò hơn. Hay là với chế độ chuyên nghiệp này, chúng ta cũng có một chế độ là video chuyên nghiệp ở đây. Thì các bạn có rất nhiều thứ để mà tùy chỉnh và các bạn thấy giao diện nó xịn sò không? Đầu tiên các bạn tùy chỉnh ISO này, shutter này, đấy, đo EV này, chỉnh được lấy nét này, chỉnh được cân bằng trắng này. Thậm chí các bạn có luôn cái thanh, đây là thanh âm thanh. Khi mà chúng ta sẽ báo âm thanh ở đây nó nhận như thế nào, như thế nào. Thậm chí hơn nữa các bạn có thể tùy biến được cả cái mic để các bạn lựa chọn. Ví dụ như chúng ta quay vlog như này thì nó sẽ dùng mic trước để mà thu tiếng của bạn rõ ràng hơn. Quay phỏng vấn người đối diện thì dùng mic đằng sau. Hoặc là các bạn sử dụng cả 3 mic luôn, tự động điều chỉnh mọi hướng. Thậm chí nó còn có thêm cái chế độ đấy là lựa chọn là mic thông qua tai nghe cắm vào cổng USB-C, tại vì cái này không có jack cắm 3.5mm mà các bạn lưu ý. Hoặc là chúng ta có thể kết nối với những chiếc tai nghe Bluetooth được luôn. Đã chưa? Thế này mà các bạn có những chiếc tai nghe Bluetooth xịn sò với micro thu âm tốt thì thừa sức các bạn có thể kết nối đến đây để mà chúng ta quay video mà thu âm thanh bằng tai nghe Bluetooth bên ngoài luôn. Gọn gàng hơn, dây dợ ít lằng nhằng và cái trải nghiệm sướng hơn rất là nhiều. Và mình có thể khẳng định luôn một điều, đây là tính năng mà chỉ Note 20 Ultra, Note 20 nữa mới có ở thời điểm này. Rất sướng, nói chung là ngon. Tuy nhiên một vài những cái tùy chọn về tỷ lệ ở đây thì cũng có đầy đủ hết. Nó sẽ giúp các bạn có thể thoải mái, nghịch ngợm được nhiều thứ hơn và sử dụng cũng có nhiều cái vui vẻ hơn. Đó. Thậm chí zoom và riêng ở đây nó cũng sẽ có những cái thanh ở đây để giúp các bạn có thể quay một cái ngon hơn. Đó, ok nhá. Đó. Thôi, mình sẽ bỏ qua cái camera này ở đây, sẽ nói đến những thứ khác đi. Rồi, pin của Note 20 Ultra thì sao? 4500mAh và đương nhiên cái công nghệ sạc nhanh tối đa là 45W cũng sẽ được hỗ trợ, nhưng mà bên trong hộp thì vẫn sẽ chỉ là 25W thôi. À, thực sự thì với nhiều bạn khi mà mới nghe đến cái thông tin pin này thì sẽ cảm thấy nó hơi tiếc. Tại vì pin của S20 Ultra lên tới 5000, theo như chia sẻ của Samsung á, thì họ đã tối ưu liên quan đến vấn đề AI, xử lý vấn đề nhiệt độ được nhiều hơn, tối ưu phần cứng tốt hơn. Thế nên cái pin của nó cũng sẽ trở nên tốt hơn. Thì so sánh với cái S20 Ultra tốt hơn như thế nào thì mình không rõ, nhưng mà sử dụng thì vẫn thoải mái trong một ngày. Nói chung thì chờ đợi thôi, mình sẽ có những bài đánh giá chi tiết hơn về sản phẩm này khi nào có máy chính thức ở trên tay sau. Còn cơ bản thì đây là những cái trải nghiệm nhanh của mình về Note 20 Ultra. Các bạn cũng cần phải lưu ý nha, là cái bút S Pen này chúng ta sẽ đặt ở bên cạnh bên trái chứ không phải là cạnh bên phải. Đó, thế nên là nó sẽ hơi bị ngược tay một chút. Và nhắc đến bút S Pen thì những cái tính năng cơ bản như là ở đây các bạn có thể thấy là Smart Select, Screen Write, tin nhắn động là đầy đủ hết. Vậy thì ở cái đoạn đầu video mình có nói là ma thuật. Thì ma thuật bởi cái gì? Bởi vì các bạn có thêm rất nhiều cái cử chỉ mới. Ví dụ như chúng ta đấy, yo, mở đa nhiệm, đó, vuốt lên, kéo xuống, về phím home, đó, screenshot màn hình, đã chưa? Đó, đây là một cái tính năng nó liên quan đến cái thao tác không chạm. Đó, chúng ta có rất nhiều những kiểu chính ở đây như trở về này, gần đây này, trang chính này, Smart Select này, Screen Write này, và nó hỗ trợ rất nhiều những ứng dụng khác nữa ở đây. Thoải mái thì các bạn sử dụng và trải nghiệm. Đương nhiên những cái tính năng ví dụ như nhấn giữ để mà kích hoạt camera thì nó hiện hữu đầy đủ hết trên cái điện thoại này rồi, nên các bạn cũng không cần phải suy nghĩ quá nhiều. Một vài những cái tính năng phía bên trong của S Pen thì các bạn cũng có thể thấy, ví dụ như chúng ta có thêm cái tính năng cho nhiều S Pen này thì các bạn có thể sử dụng nhiều cái bút S Pen để mà thao tác với cái màn hình này một cách tốt hơn, thì đó cũng là một cái rất là hay. Và cái hay hơn nữa đó là gì? Đó, mình sẽ cho các bạn thấy này. Các bạn thấy gì lạ không? Cái độ trễ khi mà mình viết bút trên cái này nó gần như không còn nữa. Đó. Và theo như chia sẻ của Samsung á, thì với Note 20 Ultra nó đã giảm độ trễ lên tới 80% so sánh với Note 10 cộng, và lại kết hợp với cái màn hình với tần số quét là 120Hz, tần số lấy mẫu cảm ứng lên tới là 240Hz. Thế nên cái trải nghiệm khi mà các bạn viết trên cái bút này là thực sự rất rất ngon. Và các bạn nghĩ sao? Đó, đã chưa? Nó lại được thực sự luôn. Ồ,
Nói chung cái vấn đề bây giờ mình nghĩ là nhiều người sẽ quan tâm đó là trải nghiệm thực tế của sản phẩm này là như thế nào và mức giá của nó là bao nhiêu mà thôi. Cái thời điểm mà mình cầm trên tay cái máy này để mà mình chia sẻ thì mình chưa biết về mức giá. Thế nên là các bạn cũng có thể tham khảo tại 7S cũng như rất nhiều đại lý lớn trên cả nước. Tại 7S thì chương trình đặt trước cũng đang diễn ra tặng rất nhiều quà tặng, ví dụ như là tai nghe này, rồi là rất nhiều những cái ưu đãi khác nữa. Và truyền thống tại đây thì đương nhiên sẽ có giảm giá khi các bạn không nhận quà. Thế nên là tham khảo cụ thể link phía bên dưới phần mô tả video và mình sẽ ngừng video lại tại đây. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi và đừng quên để lại ý kiến của bạn về nốt 20 Ultra xuống phía bên dưới nhé. Ok, bye.